Bởi vì cha mẹ nào mà khéo sanh khéo đẻ, con gái mà nết na dịu dàng đầm thắm dễ thương mà còn tốt bụng nó, trời ơi con ơi, con dễ thương mà. Đau má ơi. Xin lỗi con á, cảm ơn con nghe. 5 triệu nha, tuần sau bắt trả liền. Dạ dạ. Mẹ. Ừ con. Hoàng Anh. Dạ. Có tiền không cho mẹ mượn đỡ 5 triệu đi, tháng sau mẹ trả con. Mẹ, mẹ có chuyện gì mà sao cần tiền nhiều vậy mẹ? Mẹ mượn để mẹ trả cho bà bạn. Kỳ trước mẹ có công chuyện gấp, mẹ mượn đỡ của bà. Dạ. Mẹ. Ừ? Mẹ đừng có nói với con á là mẹ bị mấy bà bạn dụ dỗ đi mua cọng dây chuyền đó, cho nên là thiếu tiền nha. Bây giờ có cho mượn hay không? Nhiều chuyện quá. Mẹ, mẹ. Gì? Mẹ chờ đi, con lấy tiền cho mẹ mượn. Thôi khỏi cần. Mẹ. Nó này không bao giờ mà mượn tiền mà nó cho mình mượn hết trơn á trời. Lần nào cũng hỏi mẹ mượn tiền làm gì? Mẹ cần gì nhiều vậy? Ghét ghê vậy. Ủa? Ông về rồi hả ta? Con gái đó. Nhìn về tương lai mà thấy đâu sông sông đi. Ôi đấm ác mẹ, không dám gọi cái đầu. Gọi cái đầu nó ướt một cái là xẹp lép không còn một cọng. Ôi vô tất đó. Ủa kì, mẹ để đây nhiều ăn qua đây. Chắc là ấy thôi. Trời đất ơi, tiền đường mất rồi. Mẹ nói thiệt với con nha, sống mà có phải chịu đựng như vậy chắc có ngày mẹ bị đột quỵ mẹ chết quá à. Con nói thiệt á hả, mẹ nên ra riêng ở cho rồi. Thì nếu mà không vì thằng Hạnh là mẹ đã ra riêng lâu lắm rồi. Con nghĩ đi, thằng Hạnh Rồi tôi sẽ đi mượn. Rồi mai trả cho bà được chưa? Nhớ nghe, đừng có nói với chồng tôi nghe không. Ơi sợi chuyền đẹp quá. Cái sợi chuyền này mình thích dữ lắm nè. Khó khăn lắm mới mượn tiền mua được. Giờ không lẽ bán nó sao đành. Dứt khoát là không bán. Bác ơi, bác uống gì không bác? Ừ cảm ơn con. À con gái ơi. Dạ. Ừ, lại đây bác hỏi chuyện trước coi. Dạ.
uống nước đi con. Ây, dạ thôi, tí nữa con uống. Ăn trái cây đi. À, dạ được rồi bác. Mà có chuyện gì vậy bác? Có một cái chuyện này bác muốn nói mà bác ngại quá. Thôi có gì đâu mà ngại bác. Con ơi, con xinh đẹp quá đi con. Dạ. Con cảm ơn bác. Có tiền cho bác mượn 5 triệu đi. Không phải là bác mượn cho bác. Bác giúp bạn, bạn của bác á. Tội nghiệp lắm con. Trời ơi, hoàn cảnh khó khăn rồi bây giờ bị tai nạn nữa. Bác mượn để giúp cho nó. Mà hứa, bác hứa là một tuần lễ bác sẽ trả cho con. Con... Rồi bác biết là không được phải không? Thôi được rồi, để bác mượn người khác. Dạ được. Hả? Con cho bác mượn được. Trời ơi, ta nói gì cha mẹ nào mà khéo sanh khéo đẻ. Con gái mà nết na dịu dàng đầm thắm dễ thương mà còn tốt bụng nó. Trời ơi con ơi. Con dễ thương mà. Đau bác ơi. Xin lỗi con. Cảm ơn con nghe. 5 triệu nha. Tuần sau bác trả liền. Dạ dạ. Cái gì mà gọi cả mười mấy cuộc mà cũng không được vậy trời. Alo, tôi với bà là bạn thân đúng không? Thì bạn thân cho tôi mượn đỡ 5 triệu, một tuần nữa tôi trả. Alo. Chưa nói hết câu chuyện cúp máy rồi. Khi hoạn nạn mới biết ai bạn ai thù. Hiếu Hiền. Tôi tưởng tới trả gọi quà. Không thèm nghe. Lỡ chơi lầy rồi, lầy luôn. Alo mẹ hả? Mẹ giúp con vũ của bon buổi nha. Anh Phúc đi với đoàn trường xuống Long An rồi tới tối mới về. Dạ con cảm ơn mẹ. Yêu mẹ lắm. Kim Chi, bà mới nói chuyện với bà nội của Bo hả? Sao vậy? Sao mà bà nói chuyện được, sao còn tôi gọi hoài không được vậy ta? Đúng mà tự nhiên bà gọi cho mẹ chồng tôi làm chi vậy? Tại vì bác Năm mượn tiền của tôi. Bác Năm hứa với tôi là một tuần bác Năm trả, mà bữa nay một tháng rồi chưa có thấy hồi âm nữa. Bà cho mẹ chồng của tôi mượn tiền hả? Vậy là thôi xác định luôn đi ha. Là sao? Mẹ chồng của tôi á nổi tiếng á là không có tiền, với lại là siêu sao quên tiền khi mà mượn của người khác đó. Đâu có, nhưng mà bác Năm là vợ của là chồng của bác là phòng khám cho nên là cũng phải nhiều tiền, không có tiền là sao? Chỉ là trên danh nghĩa vậy thôi bà ơi. Hả? Chứ họ bao nhiêu tiền bạc á là ba chồng của tôi quản lý hết, chỉ là đưa tiền cho mẹ tôi đi chợ hàng ngày thôi à.